này em quay luôn một lượt hai sản phẩm. Sản phẩm bên tay phải mình là cặp loa Sony MD717 và bên tay trái mình là các âm ly Panasonic D30. Đây là âm ly size đại, nó là âm ly phía trước nhìn 5 thước rời nhưng thật ra là một cục thôi. Bây giờ mình sẽ nói về âm ly trước. Âm ly này mình thấy 5 chức năng trên này: CD, cassette, equalizer, âm ly và tuner. CD mắc không đọc, cassette bị giãn dây cô ro và em cũng chưa test luôn. Tuner tần số là 90. Equalizer thì mình chỉnh được bass chip mix qua tần số lọc đây. Chỉnh bass chip mix theo tần số lọc. Ngoài ra mình có thể chỉnh được chế độ lọc âm, lọc xì, equalizer theo chế độ mặc định. Bên đây cũng có luôn. Amply thì mình có thể chỉnh được chuyển ngõ để kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác, chỉnh được surround. Công suất amply tương đối khá lớn là 133W. Mình bỏ quảng cáo nha. Mình sẽ quay mặt sau. Ngõ DT kết nối điện thoại hoặc là anh kim ngõ bên này cũng được. Ở đây có ngõ surround, mình có thể nói được cặp loa rời. Anten có sẵn về bắt được radio tần số AM. Panasonic D30 công suất tương đối khá lớn, 133W, made in Japan. Mình mua cái cục amply này rất là tiện, kết hợp giữa lọc và amply, nhưng mà giá chỉ là giá của amply thôi, rất là tiện lợi, vừa lọc xì vừa amply, giá chỉ có amply thôi. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn hoặc nhà có ổ áp, lấy điện từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn. Dàn cái âm ly này đánh chơi Tết là khỏi chơi đúng không? Rất là lực đã. Âm ly xe đại xây 36, kích thước như sau: chiều ngang là 36cm, chiều cao là 50cm, hậu sâu 28cm. Bên này là loa Sony MD717, công suất của loa là 120W một thùng, 240W trên cặp loa. Trở kháng của loa là 6 ohm, made in Japan. Chiều cao của loa là 43cm, chiều ngang của hai loa là 43cm. Đây là phía sau của loa, lưới loa đầy đủ. Cặp loa Sony này mình có thể sử dụng tốt cho phòng từ 30 đến 50m2. Loa 3 đường tiếng, bass là 18cm. Amply Panasonic D30 này, các anh có thể mua amply riêng, mua loa riêng, hoặc bên em có rất là nhiều loa. Bên em có loa Sony V810, Sony AV1, loa Technic D5000, loa Aiwa và rất là nhiều cặp loa lẻ khác từ 23 đến bass 27 để mình ghép vào cái amply này được. Các anh nào có nhu cầu mua amply nào rồi mà muốn có nhu cầu mua thêm loa thì liên hệ. Còn đây là cặp loa lẻ, các anh muốn mua cặp loa lẻ này cũng liên hệ em. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099, gọi đến số này để em tư vấn. Hoặc các anh không muốn gọi thì các anh cứ nhắn tin thẳng Zalo cho em không hề chặn người lạ. Nhắn tin Zalo để em chốt hàng, để em gửi hình ảnh và để em tư vấn cho mình chọn một mẫu ưng ý để mình chơi Tết. 0931008099, gọi số này để em tư vấn và chốt hàng cho các anh qua Zalo hoặc qua trực tiếp điện thoại. Bây giờ mình cùng nghe thêm một đoạn nhạc rồi em xin kết thúc clip test. Hàng bên em tất cả đều là hàng nội địa Nhật. Ghi âm ly là phải ghi điện 100V nha. Vui lòng cọc để em ship hàng tận nơi cho các anh chơi Tết. Bây giờ em xin kết thúc clip test.